sau đây chúng ta sẽ đến với phần thực hành. Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân sẽ lên hướng dẫn thực hiện siêu âm chẩn đoán và đàn hồi mô gan. Xin kính mời ạ. Chúng ta sẽ quan sát hình ảnh siêu âm và các thao tác kỹ thuật của Phó Giáo sư Quân ở trên màn hình ạ. Alo, alo 123, alo. Được rồi hả? Anh này, dạ vâng, anh cần cởi đâu, anh bẹn lên thôi. Bẹn lên, đây. Vì sao anh nhập viện điều trị? Anh đau rồi đắng. Thưa bác sĩ, mà tôi đi bệnh từ tháng 4 năm ngoái. Dạ. Thì ban đầu là nó đau, nó không đau nhiều. Dạ. Và sau đó bắt đi khám. Dạ, sau bắt đầu đi khám. Em đã học khám thì trên bệnh viện đang ung bướu ngành hóa này vậy kết luận là viêm xơ gan và u gan. Tôi xin nhắc là tức là nói lại cái lời của hỏi bệnh thì đây là anh bao nhiêu tuổi? Dạ, tôi 57 tuổi ạ. Đây là một anh 57 tuổi. Anh cách đây tháng 4 năm ngoái thì anh thấy người nó có thay đổi ngứa hả? Vâng, bác bạn. Dạ. Thì anh thấy người thay đổi, anh về có triệu chứng về gan mật. Thì anh đi khám tại bệnh viện ung bướu Thanh Hóa. Thì tại bệnh viện đã chẩn đoán là anh bị xơ gan, theo dõi u gan. Bây giờ chúng ta khảo sát, mình đo cái đàn hồi của cái gan. Anh đưa hai tay. Đầu tiên thì bệnh nhân nằm ngửa, hai tay lên quả đầu, anh đưa hai tay quả đầu, anh được kê lên trạng, anh được kê, anh đi quả lắm, đi quả. Đấy, đúng rồi, đây. Khi mình khám thì mình vẫn là khám 2D bình thường. Ha. Rồi, chỉnh lại cái abdomen xe nó ra nè. Anh hít sâu rồi, hít một cái thì sâu, hít sâu. Thôi mà cắt dưới xương cũng khảo sát được cái gan, là vì cái gan trường hợp này gan phải hơi bị co rút lại nằm dưới cái bờ xương. Cho nên khi mà đặt bằng cắt dưới xương này, mặc dù bệnh nhân cho anh hít sâu, anh xin lỗi, anh tên chi hả? Dạ, anh hồi anh hít sâu vào cũng khảo sát được cái gan phải, nhưng mình đặt mặt cắt dưới xương. Buộc lòng tôi sẽ cắt mặt cắt da xương, kẻ da xương đây. Thì mọi người thấy cái gan là về mặt 2D ha, hình ảnh 2D mình thấy cái gan là không được đồng nhất, ha? Không được đồng nhất lắm. Nó cấu trúc dạng rất là thô ha, lầm tầm hạt thô. Và mình nhìn kỹ á, mình nhìn kỹ cái thanh của mạch máu, mình lại mọi người thấy cái thanh của mạch máu đi, nó không được điều ha. Này, cái thanh của cái tĩnh mạch gan nó không được điều. Điều là vì sao? Vì nhu mô gan xung quanh những cái dạng hạt xung quanh này nó làm lẫn vào trong cái thanh của cái trên cái thanh của tĩnh mạch gan, cho nên mình thấy cái đường bơ của cái thanh tĩnh mạch gan này cũng được điều lắm. Với hình ảnh của nhu mô gan thế này, hình ảnh cũng điều của cái bề mặt của cái thanh của tĩnh mạch thế này, thì mình sẽ nói đây là khả năng đấy là một cái bệnh lý gan màng được rồi, trên 2D. Thì trên 2D thì mình chỉ nói là bệnh lý gan màng thôi, mình cũng biết cái gan này sơ hóa mức độ thế nào. Mình có thể sử dụng đôi dò linear để mình xem từ cái bề mặt cái gan này thế nào. Abdomen. Đây
Nhìn thì trên 2D này mình thấy cái bề mặt gan, ha, cái dấu hiệu dotted line của cái mình một cái gan màng thì nó chưa rõ ràng lắm. Nói chung cái bề mặt gan này vẫn còn tương đối phẳng, chưa có gồ ghề lởm chởm gì. Tuy nhiên có một vài vùng lởn cờn lên, thì mình cũng cho phép nói là cái bề mặt gan tương đối phẳng thôi, chứ đừng nói là điều lắm. Rồi, thì mình quay trở lại đồ dò. Đấy, thì cái hạn chế của 2D là mình chỉ được biết được là một cái bệnh lý gan mạng chấm hết, mình bị cái mức độ sơ hóa thế nào hay là sơ gan rồi mình cũng biết được. Dĩ nhiên mình phải căn cứ thêm tĩnh mạch cửa này, mấy cái tĩnh mạch cửa ở đây xem là thế nào. Thì ở đây hôm nay chiều này chủ đề chúng ta là cái dùng cái siêu âm đàng hormone đánh giá cái độ cứng của cái gan. Có hồ sơ bệnh án của anh ấy có cái men gan tăng không? Có ai nằm hồ sơ bệnh án? Bệnh nhân có men gan tăng không? Là gì hả? Tây hả? Lấy cái phải tương tục. Tương tục. Tây và điều trị bằng F2. F2 luôn đó hả? Có 2 nút, 3 nút. Là nào? Cái đây là cái này một cái nốt. Đây là cái nốt thứ hai. Còn hạ phân thứ 6. Đây là cái cung cấp thêm của bác sĩ Sơn gọi theo dõi trường hợp này. Thì trong bệnh viện là phát hiện được những cái u gan, ba nốt u gan và đã điều trị tên là Toshi, tức là mình làm đúc mạch hóa dầu. Và một nốt thì dùng làm cái đốt RFA. Thì đây khả năng là cái nốt mà dùng đốt RFA đây. Phân thi 6. Phân thi nó. Sạc thần. Phân thi 6 luôn. Khả năng đây. Đây. Khả năng đây là. Đây vùng bao này là dùng Tây. Tây hả? Đây một đột nữa. Đây một đột này. Đây một đột hạ phân tuy 6 luôn. Cái đột bên đây cũng hạ phân tuy 6. Lồi lên nè. Lấy cái lồi lên đây nè. Lồi ra khỏi cái bờ gan đây. Đây còn đột đây nữa. Là rồi, như vậy mà cái đột đó, bây giờ mình đi vào mình cái bài chúng ta, nội dung trọng tâm chúng ta là mình đo cái độ đàn hồi của cái gan này, cái nền gan này. Dĩ nhiên khi đó như vậy, hồi nãy tôi còn nói đó, mình chọn hạng phân thi 7, hạng phân thi 8. Đây là cái vị trí thuận lợi, tương đối thuận lợi để mình đo đấy. Và cái chỗ đó nó phải nằm dưới bề mặt gan này 1,5 đến 2 cm, tránh cái mạch máu, tránh cái thương tổn. Ở đây thương tổn mình xác định đây rồi, đây là thương tổn và đây cũng là thương tổn nữa, cho nên mình tránh đặt cái roi đó vào trong những cái vị trí này. Bây giờ mình chọn ở vị trí bên này không có thương tổn để mình đo. Thì ở đây mình có hai cái kỹ thuật mình đo. Thì mình đo thì cái kỹ thuật thứ nhất là đo điểm. Thì cái điểm ở đây thì ở đây mình dùng cái roi của mình chọn cái vị trí giữa bề mặt gan giữa 2 cm. Và khi đo thì hướng dẫn bệnh nhân phải nhìn thở, nên là mình đo điểm nhờ anh Hồi hít vào, thở ra hết và dừng thở. Hít vào đi anh. Rồi anh thở ra hết. Rồi anh dừng lại, dừng thở. Rồi. Anh thở lại bình thường. Khi mình đo, mình khởi động đó, hồi nãy tôi còn nói đó, mình đặt cái roi này này dưới bề mặt gan 2 cm, trung bình 2 cm, 1,5 đến 2 cm,
và thực vuông góc bị bề mặt gan. Thì ở đây cái thước đo mọi người thấy 2 cm ở đây, thì mình đặt tương đứng ở đây mình đo. Và ở đây thì tôi đo được lần thứ nhất là 5,6 kPa. Ra kết quả ở đây. Thì khi mình chọn cái trường hợp này, kPa mình chấp nhận được, thì mình chọn vào đây để mình ra cái kết quả kPa. Rồi. Mình có thể chuyển đổi cái giá trị kPa này thành mét giây. Cái này là mình vào trong setup của máy để mình chuyển đổi thôi. Rồi, đây là anh thở lại bình thường tự nhiên đấy nha. Xin lỗi. Rồi, anh thở ra hết. Rồi, anh dừng thở. Dừng thở. Anh thở lại bình thường. Ok, rồi. Dừng thở. Anh thở lại bình thường đấy. Anh thở ra hết, anh dừng lại. Thở ra đi anh. Thở ra, đợi dừng thở. Dừng thở. Anh thở lại bình thường. Anh lần thứ 3. Anh thở ra hết, dừng lại. Anh thở lại bình thường. Anh thở ra hết. Hít vào. Thở ra hết. Rồi. Thở ra hết anh. Dừng thở. Rồi, anh thở lại bình thường. Dừng thở. Anh bị thở ra hết, thở ra. Rồi, dừng lại. Anh thở lại bình thường. Mọi người thấy để ý là khi hướng dẫn bệnh nhân thở ra, khi nào mình thở vô mình thấy cái cơ hoành nó hạ xuống đó, đó là bệnh nhân đang hít vào. Tại sao mình hướng dẫn bệnh nhân phải thở ra, tức là cái cơ hoành nó nâng lên thì mình thấy cái hơi khí trong phổi nó lên đến trên đó. Lúc đó mình nhìn kỹ cái gan thực đứng yên, rồi mình bấm cái phím khởi động đo. Đấy, nguyên tắc là như thế. Đấy, anh hít vào này, hít, nó thở ra, bệnh nhân thở ra lại, anh thở ra hết, rồi. Dừng thở lại, dừng thở lại đi anh, dừng thở lại. Đấy. Khi mình nhìn kỳ áp thực đứng yên, mình mới bấm khởi động đo. Mọi người lưu ý cái chuyện đó một tí. Trong thời mình đang thở mà mình đo cái lá, kết quả nó sai lệch ngay. Anh thịt vô. Thở ra hết. Dừng thở lại. Mình sai là mình để mình quên lại mình lại mình là không lại mình lại mình lại đó không lại đâu không không nó lại mình nhập vào đây mình nhập vào à, chưa luôn dừng thở à, thở lại bình thường. Bây giờ mình bị lấy nó.
Đó, mình đo 10 lần như vậy là nên đo điểm. Thế mình phải cố gắng, mình ngồi mất thời gian để đo điểm. Nhá. Càng thời gian càng để ý, càng độ chính xác càng cao. Nhưng như cái trường hợp đo nhanh quá, mình đo 1-2 lần, mình kết luận lớn đúng. Mình người ta khuyến cáo rồi. Đo điểm thế này phải đo 10 lần, nên thở ra. Thở ra. Nhìn thịt vô đây, thở ra hết. Anh thở ra hết. Thở ra hết, thở ra hết, thở ra hết, thở ra hết. Rồi, dừng thở đi. Dừng thở lại đi anh, dừng thở. Rồi, anh thở lại bình thường. Mình lại. Dừng thở đi anh. Thở ra hết, thở ra, dừng thở. Trúng mạch máu. Ở đây mọi người để ý này, tôi chọn khi chọn đúng cái vị trí thì nó có nhìn một cái mạch máu bên trong á. Là khi một cái mạch máu bên trong này cái kết quả này thường thường nó bị sai lệch đi. Nên trường hợp này mình không nên dùng cái kết quả này nhé. Dừng thở đi anh. Trở lại bình thường. Dừng thở lại. Còn là một nhận sai này, nhiều lắm. À. Một cái nhiều mà còn hay gặp nữa, mọi người lưu ý. Là có cái hiện tượng reverberation ở trên bề mặt gan này. À, thường thường á, cái cơ của chúng ta, thường thường cái cơ, tổ chức cơ liên xương á, là cái tổ chức thịt á, và nên thường thường nó có echo kém, nó giảm âm. Là khi những cái trường hợp mà bệnh nhân bị cái cơ, những cái cơ này bị sơ hóa đi, như trường hợp này, thì mọi người thấy sơ hóa thì cái cơ ở đây nó rất là tăng âm. À. Và khi nó tăng âm như thế thì nó gây ra cái hiện tượng nhiều ảnh dồi lại reverberation giữa bề mặt gan chỗ này. Nhưng thì trường hợp mà mình thấy cái bề mặt gan dưới cái đường tăng âm của bề mặt gan mình thấy cái hiện tượng dồi lại đấy mà những cái hình ảnh nhiều á dồi lại thế này thì chúng ta cẩn thận tránh những hình ảnh nhiều như thế vậy. Nhưng mà chúng ta phải chọn cái vị trí khác để thấy được cái cơ này thật sự là echo kém giảm âm. Để giảm âm thì lúc đó chúng ta sẽ tránh được cái nhiều ảnh do cái hiện tượng reverberation này là làm kém cái sóng âm của chúng ta đi. Đây là hồi nãy có một cái trường hợp một cái lần đó mà nó do nhiều ảnh cho nên cái kết quả nó sẽ bị sai lệch nên tôi không sử dụng. Điện thở. Anh thịt, điện thở đi anh. Sao mấy rồi sau khi chúng ta đo 10 lần thì chúng ta sẽ có cái bảng bảng kiểm report. Thì hiện tại chúng ta có cái giá trị EQR trên median là 16% là cho phép chấp nhận được cái kết quả này. Và kết quả chúng ta đo được là giá trị median này là 6,62 kilopascal. Thì với 6,62 kilopascal này, theo cái ngưỡng ở đây là nó ở khoảng mức là sơ hóa đáng kể là F2 đó. Nè, theo tôi nhớ là cái bảng ngưỡng, cái ngưỡng cutoff của đồ cái máy này là khoảng F2. Thì đối với cái ngưỡng cutoff này á, thì mọi người sử dụng mỗi máy thì nó có giá trị điểm cắt khác nhau. Là khi mình sử dụng máy nào thì mình yêu cầu cái nhà sản xuất của cái máy đó cung cấp cho mình cái bảng cutoff để chẩn đoán F1, F2, F3, F4. Đấy là luôn luôn là mình phải hỏi các cái nhà sản xuất họ có nghiên cứu trước đây, lâm sàng trước đây và họ cung cấp cho mình cái ngưỡng các cutoff của mình mình sử dụng trên cái máy này. Thì tôi nhớ không lầm đối với cái giá trị này thì ngưỡng cắt là khoảng tương ứng với F2. Đấy là cái kỹ thuật đo điểm point survey.
và cái kết quả là trường hợp này là 6,62 kPa. Và cái EQR trên median, một cái giá trị mà nói về chất lượng lặp lại của cái kết quả là 16%. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Sớm Thế Giới, cái kết quả này chấp nhận cho phép được, tức là dưới 30% là cho phép mình lấy cái kết quả này xem như là đáng tin cậy. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái kỹ thuật đó bằng đó trên diện phẳng. Thì trên diện phẳng thì sẽ có một cái hình khung thay đổi cái kích thước cái này. Thay đổi kích thước. Theo kinh nghiệm của tôi thì mình thay đổi cái khung hình 2D trên mã màu này nhỏ chấp nhận được. Nhiều khi lớn quá thì nó sẽ gặp những cái nhiều ảnh ngặt ý ký mạch trúc mạch máu trên diện đó của mình, thì cái kết quả nó cũng được đạt lắm. Thì trường hợp này thì nó thay vì đo điểm thì nó đo trên một cái diện phẳng, và trên cái diện phẳng này nó mã hóa của cái màu trên một cái diện phẳng này, nó mã hóa màu trên toàn bộ cái độ cứng trên cái diện phẳng này. Và khi mà đo trên diện phẳng thì cái mã hóa màu nó có một cái thang gọi là thang màu về độ cứng của mô, từ 0 kPa là màu xanh cho đến màu đỏ là 60 kPa là cái ngưỡng trên. Như vậy thì trên này mình sẽ đó khi hướng dẫn bệnh nhân cũng vậy, cũng nhìn thở dừng lại nhịp thở mà mình đo. Mà ấy thấy ở trong máy này là có một cái công nghệ đó là đánh giá cái chất lượng chỉ điểm của cái lần đo của mình. Như vậy thì mọi người thấy như cái lần đo này, tôi đo ở lần này thì cái vùng này được mã hóa màu xanh, nó tương ứng khoảng ấy cái khoảng phạm vi màu xanh ở dưới này, cái bao nhiêu kilopascal đó là chắc là mình đo. Nhưng mà trên cái hình chất lượng chỉ điểm ở đây chúng ta sẽ thấy cái mã hóa chất lượng chỉ điểm đó từ 0% cho đến 100%. Thì đối với khuyến cáo của nhà máy, người ta là chọn những cái vùng nào được mã hóa 100%, tức là chất lượng chỉ điểm cái sóng biển dạng đó được rất là tối ưu, rất là tốt. Còn những cái vùng nào mã hóa màu đỏ thì cái chất lượng chỉ điểm của sóng biển dạng rất là kém. Những cái vùng này mình không đáng tin cậy để mình lấy. Như vậy trong cái hình mã hóa đây thì mọi người thấy tương ứng cái vùng này màu đỏ, thì trên này cái kết quả siêu âm đang hồi mã hóa độ cứng thì cái vùng này mọi người thấy nó không được mã hóa, nên là chứng tỏ là chất lượng sóng biển dạng đấy rất là kém, nó cũng được mã hóa bằng màu, thông tin nó cũng có để nó mã hóa màu cái độ cứng của cái nhu mô gan vùng này. Và tương ứng ở đây mọi người thấy cái vùng mã hóa đấy chất về chất lượng thì là cái vùng này là vùng màu đỏ, cái vùng màu xanh. Như vậy nếu chúng ta đo lấy cái hình này để đo thì chúng ta nên đo ở cái vị trí này. Nên đó ở vị trí này, lúc này cái chất lượng chỉ điểm nó tương đối tốt, là màu xanh lục. Còn cái vùng này chúng ta không nên đo ở vị trí này. Đây mọi người, vị trí này cũng xuất hiện được giá trị cái độ cứng. Ở đây thì mình xuất hiện giá trị độ cứng, mình đo đây thì xuất hiện giá trị độ cứng ngay. Đây mọi người thấy tôi chuyển cái vị trí đo thì nó xuất hiện trên màn hình là giá trị độ cứng nó là 6,35 kPa median. Hồi nãy chúng mọi người nhớ cái pi đo đối điểm, đo điểm trong trường hợp này cũng 6,2 kPa đó. Thì bây giờ mình đo bằng diện phẳng thì ra kết quả tương đương là 6,35 kPa. Thì để nói lên được là mình đo ở cái vị trí là tương đối hợp lý. Thì đó là cái hướng dẫn để đo. Bây giờ mình lao vào thực tế luôn. Anh nín thở lại dùng. Hít ra hết. Nín thở đi anh. Đấy. Và trường hợp cái máy này nó real time. Mình đo, mình giữ đo được rất nhiều. Đến khi bệnh nhân hết nhìn thở không được nữa thì mình phải dừng hình lại. Và khi mình dừng hình lại á, thì mình có thể xoay lại những cái vị trí nào mà mình thấy chất lượng hình ảnh chỉ điểm. Ở đây chất lượng cái màu chất lượng chỉ điểm hình ảnh chất bị sóng biển dạng, thì mình cứ xoay cái hình, mình tua lại. Mọi người để ý chỗ này này, khi tua hình á thì cái vùng vị trí này nó xuất hiện cả cái frame á, cả cái khung hình. Cái khung hình ở đây hiện tại là khung hình 163. Khi mình tua hình lại thì mình sẽ thấy cái khung hình nó thay đổi. Và mình chọn ở những cái khung hình nào được mã hóa, nên tôi khuyến cáo là mã hóa hết cả cái khung màu ở đây, thì nên dùng cái hình đó để mình đo. Như trường hợp đấy nó mã hóa một phần ở đây thì mặc dù cái phần trên này là chất lượng đạt, mình có thể đo được, nhưng mà người ta phải cứ tìm đấy, cứ tìm cái khung hình nào mà mã hóa hết thì lúc đó mình nên đo cái hình đó tối ưu hơn. Ở đây mình chưa có cái hình nào mà tối ưu là mã hóa hết. Đây, cái này là gần hết này. Đấy. Thì cái hình này mình có thể sử dụng, mình đo được nhá. Mình đo được, nếu mình đo thì mình sẽ chọn cái vị trí mình đo chỗ này, đừng để chọn vị trí dưới này. Dưới này mọi người thấy
Nhìn kỳ lại thì ở đây có một cái mạch máu đi ngang qua. Nè, mọi người thấy chưa, mạch máu đi ngang qua. Thì chính cái mạch máu đi ngang qua cho nên cái sóng biển già nó trong môi trường dịch nó vẫn nó trong môi trường dịch nó không, nó tên là sóng biển già, nó trong biển dịch nó không tạo được cái hiệu ứng của cái sóng biển già. Cho nên chính vì vậy nó gây ra nhiều ảnh ở những cái vị trí mà có mạch máu. Ở đây mọi người thấy cái nhiều là cái đồ sóng biển già ở đấy màu mã hóa cái màu đỏ, chứng tỏ là cái tín hiệu của sóng biển già ở đây rất là kém, bởi vì nó đi trong cái mạch máu cho nên nó mã hóa màu đỏ. Và như vậy thì mình không nên đo, dùng cái phép đo đo ở vị trí này, mà mình nên đo ở những cái vị trí ở phía trên này. Bây giờ mình đo ở đây là hiện tại là 5,6 kilopascal. Đấy, hồi nãy chúng ta là đo trên đo điểm thì nó kết quả là trung bình gồng nó là 6,2 kilopascal. Bây giờ mình đo nó là 6,2 kilopascal. Đấy, thì cái lợi thế của cái máy mình có đo được real time là chỗ đó, mình có thể đo liên tục và mình chọn ra được, nhặt ra được cái hình nào, khung hình nào là đáng đồ tiến cậy đo được cho phép thì mình là dùng cái kết quả đó mình đo. Bây giờ tôi đo real time ha. Bạn nín thở, anh đến nín thở lại giùm, nín thở. Đấy, như vậy tôi đo được một loạt ảnh nhé. Mọi người thấy này. Thì cái ảnh này mà bị nhiều ảnh và mã màu không hoàn toàn, cho mình không chọn những cái khung hình để mình lấy thông tin và tiếp tục mình lắng trọ. Và mọi người thấy khi tôi lắng trọ thì cái khung hình đó là hiện tại là hình khung hình số 230 và cái khung hình mình tiếp tục lắng nhé. Lắng đến khi nào là mã màu hết toàn bộ cả cái hình ảnh Doppler cái này đây tương đối được á, vậy là tương đối được thì mình có thể chấp nhận mình dừng lại hình ở đây mình đo á, mình đo. Và dĩ nhiên mình đo chỗ này là cái mã hóa màu chất lượng nó là màu vàng, cho nên cái chất lượng hình ảnh sóng chuẩn biên dạng đấy rất là kém. Nếu mình đo thì mình đo ở vị trí này, nên đo ở đây. Ok. À, mình có thể thay đổi được cái con trỏ này, cái vùng đo của mình để mình đo. Đấy. Như vậy thì mình tiếp tục mình lắng. À, mình lắng con trỏ, mình tìm được cái vị trí tối ưu nhất. Đây, đây là hình tôi nghĩ là tối ưu nhất. Là vì chất lượng trên cái hình mã màu về độ cứng thì nó mã hết cả cái khung hình luôn. Nó thiếu chỗ nào cả. Về trên hình chất lượng chỉ điểm, nó là màu xanh lục, chỉ điểm chất lượng hình ảnh sóng biển dàn trên này là rất tối ưu hết tất cả các cái vị trí. Và khi nào mình chọn, mình đo nha. Này cũng vậy, giá trị của nó là 6,7 kilopascal. Nên mình chọn, ví dụ mình chọn nhận mình thấy được cái kết quả đấy rồi, mình chọn mình nhập vào nha, chấp vào cái giá trị này. Rồi mình tiếp tục mình lắng con trỏ để mình tìm cái giá trị khác mình đo. Người ta khuyến cáo nên khi mà trên cái mình mã màu hết toàn bộ như thế thì người ta khuyến cáo nên đặt ở giữa trung tâm, ở giữa trung tâm cái khung hình để mình đo. Chọn 3. Rồi tiếp tục mình lăn. Lăn mình chọn cái khung hình khác. Để hình này cũng được, mình nên thôi. Mình ở cái khung hình là mình không chọn được. Là vì là mã màu độ cứng nó không hết. Người ta cũng khuyến cáo để đo như trường hợp này. Mình tiếp tục mình lăn, mình tìm cái vị trí khác. Mày càng không được, bây giờ mình hết rồi, bây giờ mình phải làm là 5 lần đó lên như thế nữa, thì mình làm lại, đó thêm một lần nữa, giờ anh nín thở. Này, anh thở ra hết, anh dừng lại dùng. Rồi, dừng thở. Anh thở lại bình thường. Đấy, cái khung hình này thì mình chọn được là vì toàn bộ mã màu độ cứng mình thấy được hết nhé. Và trên hình chất lượng này là đảm bảo. Nên mình bây giờ mình tiến hành mình đo. Thì ở đây là mình đo được cái giá trị nó.
Nắm, à, xin lỗi, thêm một lần nữa. Ok. Rồi. Như vậy thì mình có được 5 cái sổ đo. Mọi người đây này nhìn thấy đây là 5 sổ đo. 5 sổ đo là mình đo được mình về chất lượng hình ảnh đảm bảo. Giờ theo khuyến cáo mà đo trên đo, đo diện tích 2D thì người chỉ cần 5 lần đo thôi. 5 lần đo, bây giờ lấy cái kết quả. Rồi mình xem cái report này của nó 5 lần đo. Dưới nhé. Đây. Như vậy thì cái giá trị của trường hợp này mình đo là cái median của nó là 6,08 kilopascal. Mọi người nhớ cái năm đo điểm là 6,2 kilopascal. Bây giờ 6,08 là tương như nhau, tương đương như nhau. Nhưng mà quan trọng, mọi người thấy này, cái EQR trên median chỉ có 3% thôi. Là dưới 10% là tối ưu nhất. Như vậy cái lần đo này là lần đo tối ưu. Mọi người thấy cái tiến bộ của cái kỹ thuật 2D survey này là mình chọn được chất lượng của cái hình ảnh để mình đo được vị trí mình mong muốn. Như vậy thì kết quả này là kết quả chính xác hơn. Theo tôi kết quả là chính xác hơn là đo điểm. Như vậy trường hợp này là khoảng 6,08 kilopascal. Thì đây là quá 5 lần đo trên đó 2D survey.